À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái công cuộc tàn phá thế giới của đế quốc Hung Nô. Và ở tập trước các bạn cũng nhìn thấy rồi, mình cũng đã thực hiện một cái trận chiến có thể nói là cũng khá đấy. Mấy cái thằng à. Mình có một cái quyết định khá là mạo hiểm, đó là mình dám đưa quân xông thẳng vào cái đội hình của đối phương. Ấy là hay quá. Đội hình của đối phương mà khi mà có cả Sassanid nó đang kéo một cái quân đoàn rất đông đi. Nhưng mà mình thấy rằng là cái quyết định của mình là hợp lý khi mà nó không dám tấn công mình khi các quân đoàn của Hung Nô đã bước sang một thời kỳ mới. Thời kỳ tàn phá của thế giới. Và bây giờ thì thực sự đó là một câu chuyện tuyệt vời. Và mình nghĩ là mình phải san bằng cái vùng này. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần server thoát ra thì vào lại thì cái phần cuối cùng thì nó lại không làm lốt. Thường mình lại phải làm lại. Mà chả sao cả, lần sau mình sẽ lại tiếp tục. Nói chung cái thành này bị đốt rồi. Chúng ta sẽ hồi quân tí xíu. Thằng này cộng 2% tiền cướp được từ tham nhũng. Không trưởng thành nhé. Thẩm quyền thằng này hơi thấp. Thằng này là quân nổi dậy à? Thôi kệ nó. Chúng ta cứ bình tĩnh thôi, quân đoàn này thì chưa đi được, vừa bị thương rồi. Chúng ta vừa đánh một trận cứu cái thằng này khỏi lực lượng tấn viễn chinh nào đó. Khu bên này thì ok rồi. Chúng ta đã đốt gần hết thế giới rồi, phía đông rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang đốt phía tây. Rồi, qua lượt đã. Chả có cái việc gì làm thì qua lượt đã. Có thể sẽ đến giai đoạn chúng ta sẽ phát triển mạnh khá thêm nhiều quân đoàn khác. Và nhiệm vụ của các quân đoàn đó chỉ đơn giản là đi tàn phá thế giới thôi. Rồi. Có thể sau giai đoạn này mình sẽ tiến xuống Ý để giải quyết hết toàn bộ bán đảo Ý rồi mình mới tiến lên khu vực Bắc Âu sau. Bởi vì Ý nó là một cái vùng nó khá là trũng. Nói chung đi đến đâu thì mình nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đốt toàn bộ thế giới. Đó chỉ là vấn đề khi nào chúng ta đốt hết thế giới là coi như chúng ta cũng xong. Còn nó có hoàn thành được cái nhiệm vụ gì thì mình cũng không quan trọng nữa. Cứ đốt hết thế giới này chỉ còn ta với nồng nàn thì còn có chuyện gì nữa đâu, đúng không? Thực ra chơi thì các bạn chơi đến cái giai đoạn nào cũng vậy thôi. Ban đầu nó cũng đều khó khăn cả. Nhưng mà đến cái thời kỳ mà đâu đầu đi hùng xưng hùng xưng bá rồi thì bắt đầu cảm thấy nó có cái gì đó phấn khích. Đấy, tỷ lệ chỉ xong không tuổi chết. Lòng trung thành dao động. Vấn đề nhà nước thanh vương quyền lực. Người nào đến mà kể hãy thấy thanh vương của nhận món quà. Oh, sorry. I am the knife in the dark. Quân đoàn này đang bị thương à? Rồi vào đây để cắm trại hồi tí đã. Chạy hồi thì quân đã lên cái này là chế tạo cung tên này tuyệt vời. Ready for action. Starting out. Is there nothing else? Thirsty for battle. On the move, lads. Không nhiều thằng dám đánh nhau với mình đâu. Chà. Không nhiều thanh niên dám đánh nhau với mình đâu. How can I help? I could do more. The gods require blood. I have seen it done.
for the tribe. Tengri guides my steps. Chúng ta đã có lợi thế về khá nhiều tiền, mình sẽ phát triển thêm một xíu đấy. Warriors all. Nói chung thì thằng Alaman này lãnh thổ của nó tào lao quá nhỉ. Còn có hai thành nữa chưa rồi. Visigoth quân ly khai hòa bình với thằng này sao? Thằng này thì hòa bình với mình rồi. Được, nó đứng một cái chốt chặn ở chỗ này thì có thể ngăn thằng Sassanid ta tiến qua đường này. Còn thằng này... thằng này dẹo rồi. Làm đệ của anh không thích thì bây giờ mày thích... Chán sống rồi. Cứ từ từ đó, hồi quân á, chúng ta cứ đánh đâu mà hồi quân đồng thời xây dựng nhà cửa đó, không phát triển nóng quá ấy. Thua. Hợp nhất các quân đoàn vào với nhau, không để quân nó tản mát không thì chết dở. Đứng ở vùng biên giới, mình nghĩ là mình sẽ phải phát triển hai quân đoàn. Có một quân đoàn thiên về bộ binh nữa. Chứ nếu không thì mình cũng hơi gặp khó khăn. Một quân đoàn kỵ binh, một quân đoàn bộ binh để có thể đi tách ra và đi tấn công riêng rẽ. Bộ binh thì mới có thể công thành được. Còn kỵ binh thì nói chung là nó chỉ đánh các cái thành nhỏ thôi. Không công công. Kể cả thành nhỏ cũng là một vấn đề luôn. Mời ảnh hiểm vua chiến binh. Là vua của chúng ta. Cộng trừ sĩ khí của vùng địch. Ôi cộng nhiều thứ thế. Vua của chúng ta chỉ số này phải nói là tuyệt vời luôn. Mắc hầu hết mọi thứ. 69 tuổi, vua của mình rất mạnh luôn đấy. Đây này các bạn nhìn thế này. Vua mà lại trung thành bị trừ thì đã đến bó tay với mày rồi. Nhưng mà nó chả ảnh hưởng gì bởi vì là vua thì có bao giờ thích ngoại. À kiêu ngạo và thích ngoại. Không đáng tin. Cộng 10 sĩ khí đấu với đội quân Man Di. Ấy ghét lũ Man Di hôi hám. Đồ tể, thu nhập từ cướp bóc, san bằng, tấn công, tự tin tấn công. Được đấy, đại hãn của chúng ta rất tuyệt vời. Chúng ta chắc phải cắm trại thêm một lúc nữa để hồi quân. Đơn vị này cũng vậy. Mấy thanh niên này à... Di chuyển này chúng ta sẽ mất quân này. Nhưng mà cắm trại ngay thì chúng ta lại hồi lại được. Đấy này để đảm bảo rằng không thằng nào dám đánh chúng ta. Không tin được đâu, chúng nó có thể quay giá bất kỳ lúc nào. Chả tin được bố con thằng nào cả. Du mục láo tét này. Ô. Có mấy thằng du mục này. Quyền lực của mình cũng được. Nhưng mà làm nào tăng cho Attila lên.
mấy thằng này trung thành thấp tè, có cầm quân đâu mà mình phải sợ. In my lord's name, be welcome, and may the blessings of the gods bring you the profit of the day. Vãi nhỉ, mình còn một đống con gái mà nó không thèm lấy đứa nào à? Toàn chỉ số tốt như thế mà chê à? Ostrogoth chuyến này dẹo rồi, diệt lốt thằng Ostrogoth rồi. Thực ra nhiệm vụ của mình không phải là đi giết hết, chỉ cần đốt hết thành là được, nó cũng tính coi như đã hoàn thành. Chờ thời tiết tốt hơn xíu nữa. Có thanh niên nào đang đánh chiếm cái thành trên kia nhỉ? Sau thời tiết nó mới sẽ tốt hơn được. Mày dám làm loạn à? Mày rụng sung luôn. Chờ xíu, quân đoàn của mình lượt sau mới hồi phục được. Còn một công trình nữa, đội này thiên về kỵ binh. Rèn vũ cận chiến rồi, rèn. Ôi ôi, áp quân đoàn lên. Giáp bạc thế à? Không lên được nữa à? Bọn này nó chỉ lên được giáp bạc thôi. Giáp bạc cũng được. Nó lên được cung vàng nhưng nó chỉ lên được giáp bạc. Giáp bạc. Còn công trình nữa là tên lên cung tên nữa là mắc là đẹp. Cái tăng trưởng này sau này co vớt nó thành cái gì nhỉ? Cái tăng trưởng rồi thì mình sẽ co vớt nó thành toàn đoàn kết này, tôi rèn sĩ khí này, đúng không ạ? Hợp lý. Ready for action. Thực ra mình xây công trình này hơi lãng phí. Bởi vì sau mình có thể cover được nhưng mà mình lại có thể tuyển được điệp viên. Được cái lọ lại mất cái chai. Phrased, how can I help? For the tribe. Come, sit, share my fire. Đây, sẽ tuyển được quán quân. Đoàn kết. Thu tập từ cướp phá. Cho phép tuyển quán quân. Ready for action. God be praised. How can I help? Thu nhập của mình khá nhỉ. Ô, cái thằng Sassanid này. Ai nhỉ, nó chiến tranh với nhiều thằng thế. Chiến tranh với cả cái thằng gì ở châu Phi ở đây này. Vẫn Sassanid nó chiếm hết cả châu Phi mất.
Cái đám đệ của nó đông quá. Chuyến này mình tiến lên Bắc Âu, nhưng mà tiến lên Bắc Âu thì nó lại có cái dở hơi cái mình chết rét không đi đánh nhanh được. Trên đấy có thành nào đốt lốt không? Nước Anh thế là mệt. Cùng ý. Hiệp ước hòa bình bắt mình chi tiền. Thằng này bị ảo tưởng sức mạnh à? Anh chờ thời tiết tốt hơn bắt đầu anh mới đánh được. Thời tiết này thì hơi xấu. The spirits have noticed that our treasure stores. Mày ảo tưởng sức mạnh quá. Phe phái Marco đã bị tiêu diệt rồi. Ôi, nó kiểm soát châu Phi rồi. Trung thành cộng 1. Nó kiểm soát được châu Phi rồi. Yes. What? Ready for battle. For the gods. Quar be praised. How can I? Phám. Hai cái xe bắn đá là đẹp. Ready for battle. Come, sit. Share my fire. Ready for battle. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Thế thôi. Đội quân công thiên với công thành thì không cần phải nhiều xe bắn đá lắm. For the tribe. Thằng này 19 nhỉ. 1 2 3 4 5 6. Come, sit. Share my fire. Move out. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, ok. On our way. Ready for battle. Quar be praised. How can I help? Move out. Mùa tiếp xe bắn đá nữa. Fight with us. 3 lượt mới mua được. Mất 3 lượt mới mua được. Rồi, quân đoàn này ổn rồi. Tăng giáp nữa là ổn. Yes. What? If I put this here. Tốt quá. Chứ 75% di chuyển này. Tốt rồi. Giết. Không có khả năng chạy. Ơ. Sao thế? Chưa đánh mà. Mới có chỉ 7 này. Ô, không mất quân luôn này. Laying siege to their hovels. For the tribe. Thirsty for battle. Guard be praised. How can I help? For the gods. Warriors all. We take this settlement for the tribe. Trừ 75% khả năng di chuyển, nó mất khả năng di chuyển luôn. À, nó đang vây thành nhưng nó không chạy nữa. Cướp thêm được tí tiền nữa, nhưng mà không cắm trại được nhỉ. Thành như này có cắm được không? À, cắm được.
for the gods. Thôi như này thế, cắm trại phát đã. Warriors all. Warriors all. Những thanh niên nào không tốn quân thì mới đánh nhau được. Come, sit, share my fire. Tengri guides my steps. Oh. Sao lại không cắm trại nữa rồi này? Move out. Mất mượt vô quân mà nhỏ. Ready for battle. Destination reached. Come, sit, share my fire. Đội này nữa mua mấy cái xe bắn đá nữa là đẹp. Quân Nephi Alamic đã bị tiêu diệt. Mấy thằng kia quánh nhau xong mình đốt lốt. Định chơi anh à? Úi sồi ôi, úi sồi, bị phản đam à? Mày bị phản đam à con? Chưa làm gì được. Nó tấn công pháp sư của mình thôi. Pháp sư của mình vẫn còn sống đặng và sống khỏe lắm. Chưa chết được. Thất bại chí mạng à? À, quý tộc sinh con lại cống phẩm là cái gì đây? Tôi có mang theo món quà à, nhận qua tội gì phải giết nó phất lờ, nghe có vẻ cảnh cao quá. Rồi mua mấy cái khẩu pháo đã. Trời, tuyệt vời. The shadows take them. What do you want? The shadows take them. Succeeding is what I do. Định ám sát anh à? Hả? Mày định ám sát anh à? Quân đoàn này đủ ăn nó nhỉ? On the move, lads. Your next command. Rồi, hai đạo này gần như là có thể tiến quân độc lập rồi. Không phải sợ. Ôi, nó làm gì mà mình mất lượt đi kinh này. À, quên. Đốt cái vùng này đã. Thả nào mà mình không đi được. Ngọn roi của Chúa Trời đã đến. Ngọn roi của Chúa Trời đi đến đâu thì tàn phá đến đấy. Get moving. Ready for more orders. Warriors all. Guard be praised. How can I help? What is all? For the gods. Th-
Thế như này chưa có nhà lính à? À đủ thì chúng ta sẽ xây nhà lính ở đây cho nó vậy. Ôi ôi. Tôi kém lắm. Come, sit, share my fire. Bây giờ thì gần như quân đoàn nào của mình cũng có thể công thành rồi. Hoặc ít nhất là mình có thể auto để nó đánh thành. Chứ không nhất thiết để chờ nữa. À. Chạy. Nó chạy. Cứ để cái thằng quân ly khai La Mã này ở đây còn sống đấy, để nó làm một cái vùng chắn đệm ở khu vực này cũng hay. Mình thì rất tiếc là mình không thể đưa quân ra biển được. Hung nô mà đi ra biển dễ mà vong quốc lắm. Bổn phận vẫy gọi à. Tất cả những cái thằng mà trung thành trừ thì không bao giờ mình cho nó dùng luôn. Thanh tiên niên này hổ báo phết nhỉ? Hai mươi tám tuổi này, trung thành 10. Thẩm quyền sặc quyệt. Năm mươi sáu tuổi qua đời. Cái gì đây? Một tướng nữa của mình qua đời à? Ừ, tướng này già quá chết rồi. Hai thái tử. Thay đổi một cái tướng nào nhỉ? Bây giờ mình đã có một, hai tướng rồi. Còn một tướng nữa đâu nhỉ? Tuổi trẻ tài cao lắm cơ mà. Sao không thấy trong danh sách này nhỉ? Đây à? Không phải, thằng đấy trung thành của nó rất cao. Đây, con cháu, một thằng con hoang. Tại sao con hoang nó lại thông, nó lại nhiều chỉ số khủng này? Tầm quan sát phạm vi di chuyển trên chiến dịch. Sĩ khí cho bộ binh cận chiến. Khí chất chỉ huy cộng 3%, cộng giáp 3%, cộng sĩ khí cho kỵ binh. Rồi. Ồ, thế thì nó buff cho kỵ binh vãi trưởng luôn đấy. Ơ, sao không cắm trại được? Quá mất xíu à? Không biết đâu cho em. Ready for action. Được nữa mới được. Đang mua xe bắn đá. Ready for battle. Move out. Is that so? Cô nó chạy ra đây, nó đi đâu nhỉ? Heading out. To work.
for the gods. Ready for battle. Warriors all. Chán thật, thời tiết xấu ghê. Đánh nhau ở phương Bắc này mất thời gian lắm. Lại cái thằng Ochocot này. Không biết nó thành công nhỉ? À, mình nhìn thấy có vẻ dấu hiệu bị trừ. Attila của chúng ta vẫn chưa lên ngôi đại hãn. Attila và người anh của mình vẫn đang cùng với nhà vua đại hãn là cai trị. Sau này theo lịch sử thì chính Attila ám sát anh mình để được tôn ngôi đại hãn của Hung Nô. À, vào thành rồi. Thế thì tốt rồi, chúng ta sẽ có trận công thành tuyệt vời luôn. We see little profit in further bloodshed. You have fought with honor, but it is... Đòi anh tiền nữa. Mày, à tưởng sức mạnh quá. Có lẽ mình sẽ đánh một vòng, đánh ở khu vực trên này rồi đánh xuống khu vực Ipria. Rồi là tiếp tục sẽ tiến xuống này. Con này giá thú kỳ hạn làm việc đã hết. Cho lên đây, Attila lên đây. Mấy thằng con hoang. Đông con đông cháu lắm. Nhưng mà mình phải luyện cho Attila lên để có quyền lực đủ mạnh để muốn kẻ chung phục vĩ đại. Bạn đồng hành đáng tin. For the gods. Lên tới nơi đấy nhưng mà sẽ bị mất ít quân. Ready for more orders. Lần sau chúng ta sẽ đánh. Warriors all. Cứ bình tĩnh đi. Your next command. Thirsty for battle. On our way. Ready for more orders. Để còn nâng cấp nhà đã. Quar be praised. How can I help? For the tribe. Spy lên cấp rồi. Raven chúng ta lên cấp. Starting out. Is that so? Nó chạy đi đâu à? How can I help? Are you sure that's all? The ravens come. Nó chả có quân. Mấy thằng quân rẻ. Chạy lông nhông khắp nơi. Ready for battle. Bậc thầy giáo binh à? Vãi nhờ. For the gods. Mày bậc thầy giáo binh à? Làm sao mà ám sát được Attila? Ơ à. Nó chơi quân đoàn của mình hơi ác ấy nhỉ?
Chạy à? Nó bỏ chạy rồi. Thời tiết sẽ tốt hơn rồi, ở lượt tiếp theo rồi. Cái vùng đất này không bị băng giá. The people will turn to the legions and they will set their swords to your people. Thằng này bị điên rồi. Anh cứu mày mấy phát mà bây giờ mày dám tuyên chiến à? À, được. Kệ nó. Nó tuyên nó trả chiến được mình. Mấy thằng La Mã Phủi chán đời lắm rồi. Nó chán đời rồi. Nó thích chán đời mà. Ready for battle. Xây cái nhà lính đã. Thanh niên này xây nhà lính nhá. Những cái thứ khác tính sau. Yes, I shall see them to their ancestors. Đây à? Ấy giả. Katapak à? Attila, Attila có đủ ôi, vừa đánh hại thiệt hại nặng lề một đơn vị quân của mình. Silent, no, but effective. For the tribe. I shall see them to their ancestors. This wound. Ai dạ? Con này, ôi ôi, rank nó cao thế. Thirsty for battle. Bọn chúng nó đi đâu hết rồi? Bỏ thành đi chơi à? Đúng kiểu này. Bọn này nó không dám công. Thôi chưa vội phải chiếm cướp mà chờ thằng này lên nữa. Thirsty for battle. Quân đoàn nào có à? Đây rồi. Come sit, share my fire. Tách tách tách, chúng ta sẽ tách đàn cho nhà vua đi với thằng thái tử này. Đập chết thằng dưới cho anh, thằng này chỉ việc phát triển quân thôi. Lên nhà lính đi. Có xe bắn đá là ăn được rồi. Warriors all. For the tribe. Quar be praised. How can I help? What do you want? Mấy thằng đang gián điệp của nó ghét ghê nhỉ. Yes. Mấy ông La Mã ly khai này. Katapak. Tha cho mày, cứu mày khỏi diệt vong mày để dám quậy. À, mày chết rồi con. Mày chết. Chuyến này xuống bổ chết cho nó cho anh. Cái tội là dám láo. Nếu mình đốt xong cái thành này thì cái thằng này làm gì còn thành nữa nhỉ? Hay nó còn thành ở đâu nữa nhỉ? Thằng Markoman này, Markoman này. Hết rồi chứ nhỉ? Rồi. Ai chà. Sỏ quyệt bị chơi thì tốn áp kíp lắm. Đây. Thanh niên này trung thành 10. Thẩm quyền nhiệt huyết.
Có vẻ là tuổi trẻ tài cao phết. Đây. À, chúng ta có thể tuyển thêm được một linh mục nữa rồi. Tốt rồi, tuyển được thêm một linh mục nữa. Come, sit, share my fire. Tỷ lệ nghiên cứu phép phái này. How can I help? Đây nữa, tuyển linh mục. Thirsty for battle. Ái chà chà. Giáp bạc. Sao không mua được này? Ready for action. Thuế xuất. Hành động truyền giáo. Thuế xuất đi. For the gods. How can I help? Chỉ đạo sai lầm. Cộng một thời gian xây dựng. For the tribe. Attila lên cấp à? Thẩm quyền. Nhiệt huyết. Nó cần tăng vào cái này. Phải một cái này phát này nữa thì mới lên được cái này. Xảo quyệt cộng không hay đâu. Warriors all. Let them cower. Đốt. Còn mỗi cái thằng này góc trên này. Tướng này là tuổi trẻ tài cao đấy đúng không? Ôi thằng này chỉ số nó ngọt thế nhỉ? Đấy. Attila đúng ra phải được cái mối cái chỉ số như thế này mới đúng. Thằng này toàn màu xanh luôn. Attila chỉ số vãi trưởng luôn. Đây là còn luyện mãi rồi nó mới lên được như này. What do you want? Yes. I am the knife in the dark. Dark shadows loom. Thirsty for battle. For the gods. Đánh lạc hướng quân địch. Heading out. Tuyệt vời. Yes. Chúng ta sẽ có hai spy ở phía dưới, hai spy ở trên. Được rồi. Đủ cho 4 quân đoàn rồi. Thằng này sống dai ghê nhỉ. That didn't go well. What do you want? Honor me if you must. Quar be praised. How can I help? Not possible. Get moving. You have more orders? Come, sit. Share my fire. Đây là một cái làng nhỏ. Đốt. On our way. Is there nothing else? Warriors all. Gods be praised. Excitement. Is that all? Tuyệt vời, mua được xe bắn đá rồi. Sit, share my fire. For the gods. Warriors all.
for the gods. Starting out. Tengri guides my steps. 18. Warriors all. Thirsty for battle. We need good fighters. War be praised. How can I help? I would gladly die for my people. Ready for battle. How can I help? Hai spy đi lên trên hướng này. Ổn rồi. Yes. What? Chờ. Katapak à? Katapak. Chắc lại phải đánh nhau mấy thằng La Mã để trận nữa rồi. Đốt nó luôn cho nó khỏi nhiễu luôn. Nhưng mà mình chưa có bộ binh, chưa đánh công được cái thành to của nó. Chưa có bộ binh. Quân đoàn này chưa có bộ binh. Có xe bắn đá là được rồi. Giờ mình có thể đi tàn phá thế giới một cách đơn giản. Kinh tế của mình đủ mạnh nhưng mà mình chưa full các quân đoàn kia nên mình chưa thành lập thêm quân đoàn mới làm gì. Khi nào các quân đoàn kia nó full nữa thì mình mới thành lập. Ây chà. Chạy à? Ôi chạy hết rồi, chạy hết rồi. Nhìn thấy quân của mình đâu, chạy đấy à? Sao toàn sinh con ngoài giá thú này? Ready for action. Lại bị nó phá hoại quân đoàn rồi. Weak men are easily bought. I will speak to them. What do you want? Yes? What? I have not succeeded. Yes. I shall see them to their ancestors. Moving unseen. Còn có thành ở đây. Ồ, trên này dạo này còn nhiều thành thế. Starting out. Phải đốt hết. Không để chúng nó còn chỗ này được. For the gods. Sword of my people. Your next command. Remember, our ancestors watch over us. On the move. Yes, what? Mình đang thiếu tiền à? The savages are friends. Quar be praised. How can I help? Tengri guides my steps. On the move, lads! Ready for action! What do you want? Come, thành này sit, share my fire. À dạ, nó xây tường thành rồi, đông quân lắm. Có xây bắn đá thì mình sẽ công nhàn hơn nhiều. For the tribe! What do you wish of me? Cứ chờ thời tiết tốt bắt đầu đánh. Không có vấn đề gì phải vội.
Sao nó nhìn thấy hung nô nó lại chạy ầm ĩ thế nhỉ? Mình có hổ báo lắm đâu, bây giờ chỉ còn hai quân đoàn đi cạnh nhau thôi mà. Đâu còn đông ngày xưa đâu. Mà cái thằng Sassanid nó đi đâu hết rồi nhỉ? Nãy nó đợt mấy tập trước nó kéo 4-5 quân đoàn nó đuổi mình cơ mà. Giờ nó đi đâu hết rồi? You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread. Chi phí quân sự quá lớn, tôi biết. I am the knife in the dark. Quar be praised. How can I help? Tengri guides my steps. Mẹ sao mình lại công. Ready for more orders. What do you want? For the tribe. So. Sao quyết của thằng này thấp thế? Loạn thần. Sao thằng Attila lại toàn skill vãi trưởng này? Xảo quyệt bị trừ 1. Chiến binh Uran. Bắt đầu anh ngán mày rồi đấy thằng Attila. Vãi thật, tự chỉ mang xứng cho đại hãn gì mà chỉ số không thể nào chấp nhận được. Gods, give me words. Gods be praised! Excitement! You have more orders? Ready for action! Trong này thì còn phải xây công trình gì à? À, nó có bộ binh rồi. Cái này nữa nhỉ? Cái này. Cái này nữa, mắc à? Thirsty for battle. Thời tiết xấu kinh. Starting out. Đợi thời tiết tốt hơn đánh. Your next command. Come, sit, share my fire. Get moving. Is that all? How can I help? I will find their weakness. How can I help? The shadows take them. Oops. Qua be praised. How can I help? Muốn đánh nhau lắm rồi mà chưa được đánh nhau đấy. Ô, thằng thái tử này dẹo kìa. Ô, ra mới. Rồi, thằng đấy dẹo rồi thì là Attila sẽ lên ngôi rồi. Attila sẽ nối ngôi. Thằng này tướng cũng ngon. Thằng này sẽ là tướng bộ binh.
binh cận chiến này. Thanh niên này chưa có vợ. Be welcome. You have my full attention. My ears await your words as willing slaves. A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Be like a spear. For the tribe. Yes. My eyes are yours. Quar be praised. How can I help? Muốn đánh nhau quá. Xem mấy thằng con có thằng nào lên khá khá một tí nữa nhỉ? Để đại hãn sắp lìa đời rồi mà Attila thì chỉ số như con mèo ấy. Không bằng mấy thằng huynh đệ mà à mấy thằng cháu. Vãi cả đại hãn của chúng ta. Hình như nó cố tình chơi khó mình ra mà nó cho thằng Attila chỉ số gì mà cùi cũng thì tưởng. Xử lý lốt cái thằng La Mã này đã. Xong rồi tính tiếp. Hay quá. Tăng 6 kiểm soát. Chồng chết rồi thì thôi, bây giờ làm cái nhiệm vụ đấy đi. Thằng này nó còn lắm quân ghê chứ. Chỗ nào thấy có quân của nó. Lại chết à? Vãi cả trưởng. Người rèn kiếm. Bắt hắn là nô lệ. Hình như nó tăng cho mình một cái hỗ trợ giáp giết gì đấy mà. Nào làm trận đầu tiên nè. Quân La Mã. Có cần phải đánh đêm không nhỉ? Đánh ban ngày cho nó sáng sủa. Chúng ta có xe bắn đá rồi. Bắt bọn La Mã nó phải xông ra. Trời mưa thì không tốt lắm. Sương mù thì càng không tốt. Ôi giời. Đánh nhau bọn La Mã lại sương mù này nữa. Nhưng xa chúng ta có pháo. Bắt bọn La Mã chạy ra cả đồng bằng không mông quạnh này. Đánh nhau cho nó sương. Warrior
bọn La Mã rồi. Phá này cho anh. Mình có xe bắn đá là nó khác phải chui ra mà. Cháy 42% rồi. Rồi, dừng tay. The tower has fallen. Good news. Could you? Binh của nó đang ra kìa, kỵ binh của nó đang ra kìa. The enemy has been spotted. À, tao có bảo mày bắn vào bọn người này đâu, bắn thấp cách này mà. À, từ. Nó chả là lên được đến đấy đâu. Xông ra đây cũ. Bắn hàng tướng này. Úi dồi. Dăm ba cái thằng La Mã này. Khu định cư của chúng nó đang bị cháy. Đúng rồi. Cháy khét mù luôn. Dám ba cái thằng La Mã mày dọa anh ấy. Lát luôn, bọn này lát luôn. Ai da, chạy ra đừng để nó áp sát thế. Ơ, kỵ binh của nó này. Chán đời này. Ơ kìa bọn này. Úi dồi ôi, đạn pháo nó lổ cho vậy. Úi dồi ôi. Ôi, bọn này xông vào không lổi. Đừng để nó phá mấy khẩu pháo của anh. Dăm ba cái thằng La Mã rồi mà dọa được anh à? Dăm ba cái thằng La Mã này mà làm dọa được anh.
Úi dồi, thế trận đang ủng hộ chúng ta. Đúng rồi. Tướng nó rồi. Răn ba cái thằng la mã, răn ba cái thằng la mã này mà thích làm loạn à? Ba cái con nữa. Úi dồi. Úi dồi, pháo vẫn lã ở Mỹ này. Úi dồi. Victory. This is your day. Úi dồi. Có sự hỗ trợ của pháo binh chúng ta đánh hay hẳn đấy. Đừng có đùa. Giảm đáng kể thương vong luôn. Hai ngàn à, cứ phải cướp phát đã để lấy kinh nghiệm. Hạ đánh hai trận chúng ta sẽ được nhiều kinh nghiệm hơn chứ. Đấy, cho thanh niên này đánh. Thanh niên này là thanh niên mới nổi. Thanh niên này vừa đánh trận thì phải cho hồi đã. Nào, mày còn đang thích đánh nhau với anh nữa không? Còn thích đánh nhau với anh nữa không? Come, sit, share my fire. Ready for action. Thanh này của nó đông quá đông nhỉ. Ôi giời. Thanh mẹ thì có mỗi tháng này. Hình như nó mới khôi phục. God be praised. How can I help? Giờ là mấy giờ rồi mà phải sợ bọn này. Cứ đánh hai trận để cho nó lên kinh nghiệm. Không tội gì đánh một trận. On the move, lads. Giờ đằng kia nó lên. Ready for battle. Starting out. Thirsty for battle. On our way. Warriors all. Đốt sạch. Chúng ta sẽ đốt sạch, không phải sợ thằng nào hết. For battle. Quân đoàn này chỉ... về lý thuyết thì sau mình sẽ thay đổi quân đây. For the tribe. Sau sẽ thanh thằng này thành tướng bộ binh hết để nó tóc đi công thành. Rồi. Để đấy, chúng mày thì chết cả lượt rồi đúng không? Quân đoàn của nhà, của đại hãn của chúng ta cực mạnh đấy các bạn ạ. Đại hãn chúng ta chỉ số rất tuyệt vời. Cái gì cũng mắc, gần như mắc hết rồi.
À, rất là tuyệt vời. Dăm ba mấy cái thằng Viking phương Bắc này mình định dọa nhá. Nó định xây dựng lại vùng này à? Mấy thằng Illyria này nó đi đâu hết rồi? Quân ly khai. Mấy thằng quân ly khai gì thế? Chúng tộc sinh con. Cộng 6 kiểm soát. Cán cân sức mạnh của chúng ta tăng đáng kể. Chúng ta sẽ cần những bà vợ. Ôi. Chó này trung thành thấp là cái quái nào nhỉ? Bà này đang còn ít điểm này nữa cho dùng nốt đã. Ready for battle. For the tribe. Nó lại đầu độc quân của mình rồi, không nên chuyển sang. What do you want? I will find their weakness. I am the knight in the dark. Bọn này gớm thật. Gớm thật. Giết của anh hơi nhiều quân. Attila ở đây à? Chúng mày thích làm loạn thôi. Ngon thì xông ra. Cũng có xây bàn đá chứ đúng rồi nhỉ. Nó khá nhiều xây bàn đá đấy. Quân của mình không bị thương, vây thành nó luôn. Ba cái xe bắn đá, mình cũng có ba cái xe bắn đá nhưng mình mất công để vây. Tháp công thành hạng nhẹ. Hai lượt. Tháp công thành hạng trung, hai lượt. Hạng nặng. Vậy đã. Mày chết. Qua be praised. How can I help? Chuẩn bị. Chuẩn bị đón nhận đòn trừng phạt của Chúa Trời.
Ai chà, ai chà, ai chà, ai chà, ai chà. Úi giời. Sasanid ở đâu? Lên đây xem nào. Bây giờ anh đánh nhau với cả thế giới rồi. Ơ, bọn này chạy hết rồi. Chạy à? Định phá anh á. Thắng lợi quan trọng à. Tộc sinh con. Sao bọn này toàn sinh con ngoài gia thú ấy. Cộng 4 vào kiểm soát. Tuyệt vời. Cộng 3 trung thành. Tuyệt vời luôn. Bà này rất tuyệt đấy. Còn 105 điểm. Toàn này trung thành thì có nói tục. Này trung thành 5. Trung thành 4 này. Cái đám con chó này. Trước khi qua đời, chắc cho bà ấy đi tăng trung thành cho đám. Ơ à, nhầm, cái này già thế rồi còn lấy chồng làm gì. Tăng trung thành cho bọn này đã. Đám con chó mất nết này. For the gods. Đô đốc à. Hình như nó là một cái hạm đội khá mạnh đấy. Get moving. Is that so? Ready for action. On the move, lads. Khỉ thật. Come, sit, share my fire. Get moving. Yes. Weak men are easily bought. Ooh. I cannot tread this path. The gods speak to me. Tỷ lệ nghiên cứu phe phái tăng lên nào. Mình đang nghiên cứu ở nhánh gì nhỉ? Nhánh này à? Lên đến đây à? Yes. The ravens come. It's just a flesh wound. I will speak to them. Whoa. Vãi thật. What do you want? Blood and iron. Starting out. You have more orders? Kill. Anh ơi. Không cần xe công thành đâu. Có
có hai xe bắn đá ở trên thành. Nó lại rất nhiều thuyền pháo, giỏi hơi. Mình cứ chiếm điểm cuối cùng là mình thắng, không cần. À, tuyệt rồi. Ngăn không cho thằng này tiếp viện. Nó có hai cái thuyền pháo. Các thành viên chủ chốt. Không biết Attila mà lên lính đời cuối thì là lính gì nhỉ? Thì tuyển cho lính đời cuối đánh cho nó chất chứ nhỉ? Nhưng mà quan trọng là kinh tế của mình có nuôi nổi không? Bộ binh thì mình nghĩ là lên, phải lên đời cuối. Ồ, bão tuyết nữa, khô thoáng, may quá. Thành chính của nó đâu nhỉ? Thành chính của nó đặt ở đây. Chiếm được cái điểm đấy là thắng. Quân đây e này gặp phải hải quân của nó, dễ gặp hải quân nó lắm. Nhưng mà dù sao cũng vẫn hơn gặp hải quân của nó mình xử luôn. Hắc canh. Rồi, có thể bắn được cả đám này luôn. Quan điểm quan trọng là bắn vào chúng hay không. Bọn này được bút trên giáp này. Đó đây cho anh. Ây, hạm đội của nó đây rồi. Chết mẹ, nó có thuyền pháo. We will crush the enemy with our greater numbers. The enemy gates are obliterated. Mấy cái thuyền pháo của nó không vào. Sao mình chỉ cái tháp canh này nó lại bắn cái cháy sập cái tháp canh bên kia nhỉ? Nó đến bó tay bọn này. Tốt rồi, bắn nốt cái tháp canh này cho anh. Lùi lại đi, kiểu pháo nó bắn chết. Ở đây nó có pháo này. Để cho quân ra đấy là nó phơ mình chết đấy. Bộ binh của mình có lẽ chạy hướng này. Đây rồi, có cổng để vào rồi. Bộ binh của mình thì từ từ đã.
cấu rỉa thôi. Và có một cái khẩu pháo bắn đá ở trên tường đây. Tuyệt. Đạn của chúng ta rất tuyệt. Rồi, bây giờ thì bắn khẩu pháo này. Kìa bộ binh của nó kìa. The tower has been destroyed. This bodes well. Thuyền pháo của nó đổ bộ à? Nếu thuyền pháo của nó đổ bộ thì quá tuyệt luôn. Mình càng đỡ mất thời gian. À được không, nó bắn mình. Mày á. Pháo, đấu pháo. Ôi, bắn cháy mất một pháo của mình rồi. Ôi, thuyền nó còn dày lắm, mới mất còn nửa. Mày. Cháy mất hai chiếc rồi. Cháy mất hai khẩu pháo của mình rồi. Mày hả bưởi. Cho nó vào thành, tí mình đập hết. Rồi lại rút ra. Kiểu pháo nó lãi rồi, vỡ mồm. Biết ngay. Phát nữa là nó sập rồi. Enemy units have returned to the battle. Mày thích chết à, thuyền pháo của chúng mày à? Ôi, chuyến này à, pháo của mình bắn tuyệt thế nhỉ? Nó còn một thuyền pháo nữa. Ôi, đội xạ kỵ của mình chạy quá nhanh. Lại ra tiếp. Khu định cư của chúng nó đang cháy à? Ừ, tuyệt. Cho bộ binh của nó đổ bộ đi. Một phát nữa là chìm xuồng. Mày hả bưởi. The enemy is attacking our general. Nó tướng của mình đi ra đây làm cái gì đấy? Ấy, chưa gì nó đã bắn rồi. Mình gửi lại. Đúng rồi. Có pháo đánh nhau nó tự tin hơn hẳn. Con tháp canh này nó bắn được mình à? Thôi kệ. Tiến lên. Nói chung là pháo của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Chưa được, cái binh từ từ đó. Pháo nó lã chết đấy. Hy vọng là khẩu pháo của mình bắn trúng. Trời ơi, 50%. Ô, khẩu này còn có một khẩu à, thằng nào bắn đạn thế.
75. Cố đi em ơi, phát nữa. Sập đi. Đừng xịt nha. Xí mày, sập xịt là chết đấy. Úi dồi ôi, tuyệt vời. Chết khẩu pháo nó rồi. Thôi, chú mày đã hoàn thành nhiệm vụ. Rồi ra đây, xạ kỵ chúng ta ra đây. Bộ binh của chúng ta tiến vào. Rồi, để cho bộ binh nó tiến vào. Cổng thành nó vỡ rồi. Tiến vào đây. Let's go. Khẩu pháo của nó, nếu mà mình không có xe bắn đá này là mình toi ấy, nhưng khó mà phá được mấy cái thuyền của nó. Vào. Dồi ôi. Cầm đuốc à? Đánh nhau ban ngày mà có phải ban đêm không? Mình có chọn ban đêm đâu mà nhỉ? À đúng rồi, mình chọn ban đêm. Quên. Sorry. Lên tường à, chúng nó thích lên tường. Chúng nó đội xạ kỵ của chúng ta bắn tuyệt vời. Đội binh của chúng ta đang tràn vào rồi. Bắn ba mấy cái thằng này. Rồi đánh nhau với anh ấy. Này thì La Mã này. Ba cái thằng La Mã, à quân trong thành nó đông lắm, còn khá đông. Ba cái thằng La Mã phải dọa anh ấy. Tiến lên đây. Sủi, tiếp tục yểm trợ bộ binh đi. Dăm ba cái thằng La Mã là dọa anh à? Dạ. Rồi. Dăm ba cái thằng La Mã là dọa anh à? À, cung thủ trong này còn nhiều phết nhỉ. Sử dụng cung này nó chưa. Tần vân vân vân. Rất thích nhạc của Hung Nô.
Nhà của Hung Nô nó có cái gì đó man dợ, nghe rất thích. Dìu à? À đây thì dìu này. Dìu nó ta sợ. Rồi ạ. Đỡ xa kỵ không? Ăn bọn cái tên này cho. Bộ binh của chúng mình, binh của chúng ta vẫn còn chất lắm. Kill kill kill. Ở đây chưa phải đợi bộ binh đời cuối của Attila đâu. Ai đó tháp canh nó bắn ra dinh kinh đấy. Chúng ta có nhiệm vụ giết bọn cung tên rồi. Xong rồi, một chiến thắng, một chiến thắng dứt khoát. Ôi tuyệt vời, cả quân đồn trú các kiểu của nó nữa mà chúng ta chỉ chết có 60 chiến sĩ thôi á. Một thành tích có thể nói là công thành, mà công thành to mà chết có 60 thằng thì phải nói là vi diệu ấy. Rồi. Chết có 60 thằng. Share my fire. Warriors all. Rồi, 60 thằng thì cho cướp luôn được. À, đốt phá luôn được. Laying siege to their hovels. Nó thành dân du mục rồi. Ôi, mình lại không hồi được quân chứ. Nó thành dân du mục rồi. Chỗ này còn mấy thằng nữa à? Mấy thằng Viking phương Bắc à? Dám ba cái thằng Viking phương Bắc dọa gì được anh? What do you want? Dám. Attila chỉ số rất vớ vẩn mà đánh cũng ác phết nhỉ? Sassanid. Mày á, Sassanid á. Sigol à? Còn có cả Sigol nữa kìa. À, định chơi anh à? Chơi được không? Khả năng cao nó cũng không dám đánh thật. Nó để mấy quân đoàn thôi mà nó có dám đánh không? Thất bại thỏa đáng. Rồi, thất bại thỏa đáng, thắng lợi quan trọng. Cộng 2 trung thành. Bây giờ Attila cũng lên rồi. Attila bây giờ là một đại hãn nổi tiếng rồi. Quyền lực của chúng ta lên mức mạnh mẽ rồi à? Tăng trưởng du mục bị trừ à? Ôi xời. Quyền lực của chúng ta ở mức cao quá.
qua được, không sao. Anh 6 tuổi. Một tướng này. Đại hãn của mình chỉ số vãi trưởng thật. Và như Attila phải chỉ số như thế này mới đúng chứ. 73 tuổi rồi. Đây, chỉ xuống ngay. Phí duy trì trừ 14%. Tướng này mà chết là mình tốn khá nhiều quân và tiền để nuôi quân đấy. Yes. Weak men are easily bought. Kỵ cung thảo nguyên. I have failed my people. Nó cướp đâu ra cái đội kỵ cung thảo nguyên nhỉ? Ôi, hai chiến hạm của nó đây. Thế thì đánh làm sao được? Thirsty for battle. Ready for action. Gods be praised. Excitement. War be praised. How can I help? Ready for more orders. Ready for battle. Nó không dám đánh. Để mình tính, để mình tính xem thế nào nhá. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.